Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến cho anh em ba cái dòng sản phẩm máy motoken. Đó chính là motoken CE, motoken TAP và motoken 7. Thì hôm nay tôi sẽ làm video tư vấn cho anh em để biết anh em biết được là anh em đang cần một cái máy motoken gì anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu đầu tiên, đó chính là máy motoken CE. Máy motoken CE là phiên bản tiết kiệm, chức năng vừa đủ dùng, phù hợp với những anh em cửa hàng nhỏ, công việc vừa đủ và kinh phí thấp thì các anh em nên chọn cái dòng sản phẩm motoken CE. Tiếp theo là đến máy motoken 7. Motoken 7 thì có mặt ở trên thị trường rất chi là lâu rồi. Thì máy motoken 7 này phù hợp với những cái cửa hàng lớn, xưởng lớn, công việc nhiều, dễ dùng. Máy nào cũng dễ dùng cả, nhưng mà máy motoken 7 chức năng của nó thì là full chức năng và phù hợp với những cái cửa hàng lớn, công việc nhiều các bác nhá. Anh em nhá. Tiếp theo là đến máy motoken TAP. Máy motoken TAP thì phải kết hợp với lại máy tính bảng. Đây là một bộ. Thì máy motoken TAP thì là thao tác trên máy tính bảng, và máy này phù hợp với những cái cửa hàng lớn, cửa hàng chuyên nghiệp, công việc nhiều. Và máy motoken 7 và motoken TAP thì là chức năng, là full chức năng. Và máy motoken TAP thì nó có một cái lợi hơn là nó sẽ chi tiết hơn máy motoken 7, và chức năng thì hai máy full như nhau. Máy motoken 7 thì nếu như những anh em có độ tuổi, các bác có độ tuổi lớn tuổi hơn thì xài máy motoken 7 thì nó dễ xài, dễ dùng, dễ hiểu. Còn nếu như máy motoken TAP thì nó sẽ phù hợp với những bạn trẻ thích yêu công nghệ, khám phá công nghệ, thì là xài trên những cái thiết bị thông minh, máy tính bảng thì anh em trẻ tuổi thì thao tác nó dễ dàng hơn. Đó là ba cái dòng máy sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em. Tất cả cái máy khi anh em mua thì đều được tôi tư vấn kỹ thuật trọn đời, và đồng thời là khi mà anh em mua máy motoken CE bản tiết kiệm thì nhà mình sẽ khuyến mại cho anh em một cuốn tài liệu FI và một cuốn tài liệu khóa smart key đen trắng anh em nhé. Như vậy là máy motoken CE thì được khuyến mại tài liệu đen trắng. Còn máy motoken 7 hoặc là motoken TAP thì tôi sẽ khuyến mại cho anh em hai cuốn, một bộ tài liệu hệ thống phun xăng điện tử trị giá 700.000 đồng. Còn nếu như các anh em không lấy tài liệu thì anh em có thể khuyến mại đồng hồ đo áp bơm xăng, áp suất bùng đốt hoặc là đồng hồ vạn năng, thì tùy anh em lựa chọn. Tất cả máy cho nó lỗi thì đều được tặng 1 năm sử dụng phần mềm Motodata trên máy tính hoặc điện thoại. Khi anh em nhận hàng rồi thì liên hệ với mình trong giờ hành chính không tính thứ bảy chủ nhật là mình sẽ kích hoạt phần mềm Motodata trị giá 1.000.000 đồng, là phần mềm tra cứu trên điện thoại. Khi đó là cái phần mềm tra cứu trên điện thoại, khi mà anh em xài hết 1 năm, anh em thích xài nữa thì anh em sẽ đóng tiền, anh em xài tiếp. Còn nếu không xài thì thôi, nó không liên quan gì đến máy chuẩn đoán lỗi của anh em. Máy chuẩn đoán lỗi của anh em là cứ xài trọn đời anh em nhé. Đó là ba cái dòng sản phẩm máy motoken mà tôi muốn chia sẻ đến cho anh em. Tất cả những cái link giới thiệu về sản phẩm từng máy một thì tôi sẽ để bên dưới mô tả của cái video này. Anh em vào đó anh em xem từng cái video một của từng máy chuẩn đoán lỗi một anh em nhé. Như vậy là tất cả các cái cửa hàng xe máy của anh em thì là anh em phải dùng máy chuẩn đoán lỗi rồi. Bây giờ xe ra công nghệ rất chi là cao, rất chi là tiên tiến, không giống như các xe ngày xưa nữa. Bây giờ là hầu như là chuẩn bị là dòng phun xăng điện tử nó phun thị trường xe máy Việt Nam luôn. Nên là anh em phải có máy chuẩn đoán lỗi. Một số xe mà không có máy chuẩn đoán lỗi thì anh em sẽ không làm được việc anh em nhé.
Đó là cái tầm quan trọng của cái máy chuẩn đoán lối. Cái máy mình xin nhắc lại tí về cái máy Moto Scan xe 7,8 triệu. Máy này là 7,8 triệu đồng Moto Scan xe bản tiết kiệm. Không phải là máy rẻ tiền là chất lượng kém đâu anh em nhé. Vì nó rẻ tiền vì cái chức năng nó vừa đủ. Là nó 7,8 triệu, chức năng vừa đủ, không phải là máy rẻ tiền mà chất lượng kém anh em nhé. Anh em phải lưu ý. Tại vì nó rẻ vì là chức năng nó vừa đủ dùng cho cửa hàng nhỏ. Tiếp theo là máy Moto Scan, máy Moto Scan 7. Máy Moto Scan 7 thì là 16,8 triệu đồng một máy. Là máy Moto Scan 7. Máy Moto Scan 8 không có máy tính bảng thì là 17,3 triệu. Còn nếu có máy tính bảng Lenovo thì là 22 triệu anh em nhé. Và có các cái khuyến mại đi theo. Anh em lưu ý lựa chọn. Video hôm nay thì tôi xin kết thúc cái video này ở đây. Anh em cần máy thì liên hệ với mình sẽ cung cấp. Mình là đại lý bảo hành, đại lý cung cấp và bảo hành các thiết bị liên quan đến máy Moto Scan và liên quan đến thương hiệu của DTD anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.